Xin chào thầy cô và các bạn. Em là Trần Thị Ngọc Ánh, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông huyện Điện Biên. Đến với cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022, em muốn giới thiệu cuốn sách Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lịch sử Việt Nam trải qua 4.000 năm văn hiến, các cuộc cách mạng và các vị anh hùng. Tuy nhiên, hiện nay giới trẻ, đặc biệt là học sinh, thì không biết nhiều về lịch sử nước nhà. Không biết từ bao giờ mà lịch sử và giới trẻ lại xa cách đến vậy. Cách đây 68 năm, tên gọi Điện Biên Phủ đã tạo nên một cơn địa chấn khắp toàn cầu. Bởi tại nơi đây đã diễn ra trận đánh lịch sử của quân và dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược. Trong 68 năm qua, đã có hàng trăm cuốn sách trong và ngoài nước viết về chiến thắng vĩ đại này. Trong số đó, có những cuốn sách rất đặc biệt bởi tác giả của nó chính là Tổng Chỉ huy Chiến dịch. Sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, chúng em muốn mang đến cuộc thi cuốn hồi ức Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với mục đích nhắc chúng ta nhớ về những ngày tháng gian khổ mà hào hùng ấy, từ đó giúp chúng ta thêm yêu, thêm tự hào về đất nước mình, dân tộc mình. Sách được Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành dài 419 trang, gồm 14 chương, khổ 14,5 x 20,5 cm. Độc giả có thể tìm đọc cuốn hồi ức này ở các hiệu sách và thư viện trên cả nước. Đại tướng sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Qua một quá trình dài từ một nhà giáo, nhà sử học, nhà hoạt động cách mạng, ông đã trở thành một vị tướng kiệt xuất. Tên tuổi của ông đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, gắn với danh xưng vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự lớn của thế kỷ 20. Cuốn hồi ức Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được thể hiện bởi nhà văn Hữu Mai, một nhà văn học lớn của văn học Việt Nam thế kỷ 20. Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử, phản ánh diễn biến giai đoạn cuối cùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Mở màn là chiến dịch Đông Xuân năm 1953-1954 và đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. Hồi ức giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện, đầy đủ, sâu sắc và chấn động địa cầu qua góc nhìn của người giữ cương vị đặc biệt, Tổng Tư lệnh Chiến dịch. Mỗi chương là một giai đoạn của cuộc chiến Đông Xuân năm 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong 3 chương đầu của cuốn sách, chúng ta có thể hiểu được toàn bộ kế hoạch Nava, kế hoạch xây dựng Điện Biên Phủ trở thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất thời bấy giờ. Bao trùm lên tất cả là sự chỉ đạo, lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 3 chương tiếp theo của hồi ức là quá trình triển khai binh lực, xây dựng trận địa, huy động tổng lực cho cuộc chiến. Về phía địch, đó là quá trình xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, gồm 49 cụm cứ điểm phòng ngự vững chắc, được tác giả phân tích bằng cái nhìn của nhà quân sự, hiện diện là chân dung các tướng lĩnh Pháp như Nava, Cogny, các sĩ quan chỉ huy trực tiếp tại Điện Biên Phủ như Đờ Cát, Lăng Dơ Le, Biza. Cuốn hồi ức thể hiện rõ 3 đợt tấn công bắt đầu ngày 13 tháng 3 năm 1954, kết thúc ngày 7 tháng 5 năm 1954, được trình bày qua 7 chương cuối của cuốn hồi ức, từ chương 8 đến chương 14. Thất bại trong đợt 1 của đợt tấn công đã khiến kẻ địch nao núng tinh thần. Càng về giai đoạn cuối, cuộc chiến càng trở lên cam go. Để góp phần làm nên chiến thắng, công tác chính trị, hậu cần chiến dịch có vai trò đặc biệt quan trọng. Tác giả đã dành một số trang viết để nói về sự đóng góp sức người, sức của cho chiến trường Điện Biên Phủ. Sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng báo hiệu ngày tàn của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 5 giờ 30 phút chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, toàn bộ quân địch ở khu trung tâm kéo cờ trắng đầu hàng. Tướng Đờ Cát và toàn thể bộ tham mưu bị bắt. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Kết thúc cuốn hồi ức,
thay cho lời kết, tác giả đưa ra nguyên nhân, ý nghĩa, bài học kinh nghiệm, hồi ức được ghi lại bởi một nhà văn lớn, nên những vấn đề về quân sự được biểu đạt bằng những ngôn ngữ sinh động, dễ hiểu. Hồi ức không chỉ toát lên những vấn đề liên quan đến vận mệnh dân tộc, mà còn lưu lại trong lòng người đọc bởi những vấn đề đời thường, giản dị, riêng tư của mỗi người lính. Đất nước, con người, những trận đánh, những toan tính chiến lược của cả hai phía, những nụ cười chiến thắng và cả những giọt nước mắt đau thương hiện lên một cách chân thực, tự nhiên qua từng trang viết. Cuốn sách khép lại, những ký ức cuồn cuộn hiện về, những con đường rộng mở hướng tới tương lai. Điện Biên Phủ hôm nay đã thay da đổi thịt. Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn không ngừng từ bỏ âm mưu nhằm chống phá cách mạng nước ta. Trong hoàn cảnh như vậy, thì việc xây dựng giá trị tư tưởng, giáo dục truyền thống để xây dựng lối sống lành mạnh, bản lĩnh vững vàng, đạo đức trong sáng, lý tưởng cách mạng đúng đắn lại càng trở nên cần thiết. Để làm được điều đó, mỗi chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, phải tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây hoài bão lớn, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Lá cờ quyết thắng tung bay trên lóc thầm Đờ Cát và hào khí Điện Biên năm xưa chính là động lực mạnh mẽ thôi thúc chúng ta tiếp bước cha anh hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà Tổ quốc và nhân dân đã giao phó.